Xin chào các anh chị. Trên tay tôi là hai thiết bị. Một là thiết bị phát sóng Wi-Fi di động. Cái bộ này thì chúng ta chỉ cần lắp vào đây một cái SIM 4G thì chúng ta đi bất cứ ở đâu chúng ta cũng luôn luôn là có Wi-Fi để chúng ta dùng. Cái thiết bị này được dùng nhiều cho tàu thuyền rồi xe cộ, xe khách các kiểu ấy, chính là dùng cái bộ phát Wi-Fi di động như thế này. Thiết bị thứ hai là một chiếc camera rất là bé. Đây là camera V99. Thì đây là một cái mắt camera này, nó trông rất là bé như thế này. Và đây là thiết bị camera. Đây là sợi dây để nối ra cục pin. Cục pin này trông nó hơi to. Và dây dợ của cái thiết bị này có vẻ hơi lằng nhằng. Nhưng mà thật ra thì tất cả những cái thứ này chúng ta có thể để gọn ở một vị trí nào đó. Và chúng ta chỉ cần lò một cái đầu này lên thì chúng ta có thể là quan sát được, ta thể sử dụng được camera này rất là đơn giản thôi. Và chiếc camera V99 này có thể giúp chúng ta là quan sát được trực tiếp hình ảnh từ xa. Tức chúng ta đặt ở vị trí này, chúng ta có thể đi bất cứ vị trí nào khác, ta đều có thể truy cập được, có thể xem được cái camera từ xa trên điện thoại hệ hành Android hoặc là iOS, hoặc là trên máy tính hệ hành Windows. Thì bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn kết nối giữa chiếc camera này với lại cái bộ phát di động này để mà giúp cho camera có thể hoạt động ở cái nơi mà không hề có wifi, không hề có mạng internet mà vẫn có thể quan sát được từ xa, miễn là hai cái thiết bị này đi cùng với nhau và một cái chiếc điện thoại ở đâu đó, bất cứ ở đâu, không giới hạn khoảng cách giữa chiếc camera này đến cái điện thoại này mà chúng ta vẫn có thể xem được hình ảnh của chiếc camera này truyền về. Đấy, thì đầu tiên đối với camera V99 thì các bạn cần phải cài đặt một cái phần mềm tên là phần mềm eMinicam. Phần mềm là eMinicam. Đấy, thì các bạn cài đặt thông thường thì các bạn cũng đã rõ rồi. Bây giờ là các bạn sẽ vào cái phần là cài đặt cài đặt wifi của điện thoại, thì các bạn sẽ thấy có một cái wifi có tên là CMS gì đó, đây chính là wifi của chiếc camera này phát lên đấy. Và chúng ta đợi một lúc để chiếc điện thoại chúng ta nhận cái wifi này, nhận cái kết nối này từ cái camera. Biểu hiện của cái việc mà nhận kết nối thành công là trên này sẽ có cái vạch sóng. Đấy, trên này sẽ có một cái vạch sóng, ba vạch sóng wifi hiển thị các vạch sóng wifi đây thì chúng ta mới kết nối thành công. Chúng ta hãy đợi. Đối với hệ hành Android thì nhanh hơn, iOS thì bảo mật cao, cho nên là điện thoại iOS sẽ xác thực xem là đây có nguy hiểm gì cho điện thoại hay không, rồi nó mới đồng ý cho kết nối. Cho nên chúng ta đợi nó xử lý hơi lâu. Nhưng mà lần sau chúng ta đã kết nối một lần rồi thì lần sau rất là dễ. Sau khi kết nối thành công thì chúng ta trở lại phần mềm eMinicam. Đấy, thì chúng ta đợi một lúc để sẽ thấy có một cái thông báo ở đây. Chúng ta bấm OK. Và phía cuối này thì có một cái camera. Có chữ online đây thì chính là camera của chúng ta. Để bình thường chúng ta thử xem là có xem được hay không. Thử xem nó có xem được hay không đã. Đây, đang xem được đấy các bạn. Đấy, đang xem được. Như bây giờ chúng ta muốn là cái bộ này sẽ đi cùng với nhau như thế nào để mà chúng ta có thể xem được từ xa ở bất cứ đâu. Thì chúng ta bấm vào hình bánh răng ở dưới này. Sau đó chúng ta chọn là Device Setting. Sau đó chúng ta chọn là Wi-Fi Config. Sau đó chúng ta chọn cái wifi mà do cái bộ phát này phát ra. Đấy, chọn cái tên wifi mà do wifi này phát ra. Thì wifi này đang phát ra cái wifi là Huawei gì đây. Thì tôi sẽ chọn cái tên wifi đó. Và bây giờ tôi chỉ cần nhập cái wifi do cái bộ phát này phát ra. Tức là cái mật khẩu wifi này. Mật khẩu wifi thì thường nó được để sau cái nắp này. Đây tôi chỉ cần gõ lại thôi.
Ok, chúng ta điền password xong, chúng ta bấm vào nút OK. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là nó hỏi là chúng ta có bấm OK hay không, tôi có chắc là kết nối với này và mật khẩu như này hay không. Thì chúng ta bấm là OK nếu chúng ta cảm thấy chắc rồi. Đấy, và camera sẽ khởi động lại. Chúng ta bấm OK để cho camera khởi động lại. Và bây giờ chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái Internet này. Chúng ta không cần dùng Internet này nữa. Chúng ta sẽ giả sử như chúng ta đi xa và chúng ta dùng 3G xem là chúng ta có thể xem được cái hình ảnh giữa hai cái ông này kết nối với nhau hay không. Thời gian chiếc camera này khởi động lại thì mất tầm 2 phút. Đấy. Khi mà chiếc camera này được khởi động xong thì chúng ta chỉ cần đi bất cứ đâu, chỉ cần vào phần mềm là iMinicam này thôi là chúng ta có thể xem được. Đấy, như vậy là chúng ta đã nhìn thấy nó online thì có thể xem được rồi. Chúng ta đang dùng 4G. Hiện tại tôi đang dùng 4G và bây giờ tôi đang xem hình ảnh như chiếc camera này truyền về cho tôi. Đấy, cái tốc độ tải có thể là chậm, cái độ trễ của nó hơi cao. Đó. Tất cả những cái độ trễ chúng ta hoàn toàn có thể chủ động được bằng cách là sử dụng cái SIM 4G. SIM 4G lắp vào cái bộ phát wifi di động này, cũng như là cái điện thoại của chúng ta thì nên dùng SIM 4G, hoặc là chúng ta nên kết nối với một cái wifi nào đó cho nó ổn định hơn. Đấy, vì wifi thì rất là khỏe. Đấy. Như vậy chúng ta đã xem được từ xa rồi. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã xem video.